Cô chào các con, và hôm nay thì chúng ta sẽ lại bắt đầu buổi học của chúng ta, bắt đầu một tuần mới sau 2 tuần. Thì tuần này là tuần thứ 3 đúng không? Thứ 2 đầu tiên. Và hôm trước thì cô có giao cho các con một cái bài tập. Có con nào làm chưa? Bài tập về clip. Bài tập về cái clip này. Bài tập về cái clip này các bạn đã, nào đã làm chưa ạ? Các bạn nào đã nghe chưa? Các bạn nào nghe clip này chưa? Các bạn nào nghe chưa? Nghe rồi. Bạn nào nghe rồi đấy? Bạn nào? Bạn Lê à? Bạn Lê bật mic lên nào. Rồi bạn Lê nghe rồi, và bạn Lê làm gì với clip này rồi? Linh nghe rồi. Linh làm gì với clip này rồi? Thế cô là em nghe với lại là xem mấy từ rồi... Nghe lại phát hiện ra nghĩa của từ đấy. Phát hiện ra nghĩa xong sao nữa? Xong rồi thì có thể sẽ đọc nhiều, có thể sẽ nhớ được cái từ đấy. Rồi, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con một cái phương pháp người ta gọi là nghĩ bằng tiếng Anh các con nhé. Think in English, được chưa nào? Khi mà các con nói chuyện thì các con cần phải nghĩ bằng tiếng Anh chứ không được translate sang từ Anh sang Việt, tức là không được dịch. Nào có bạn nào ở đây mà nói mà cứ dịch ở trong đầu là tôi muốn nói cái gì, sau đấy là sắp xếp câu bằng tiếng Việt, sau lại sắp xếp câu bằng tiếng Anh, sau lại ngược lại không? Không. Sao nào? Các con làm thế nào để nói nào? Khi mà nói chuyện thì các con nghĩ gì trong đầu? Nghĩ tiếng Việt hay là nghĩ tiếng Anh? Nào bạn Lê nào, bạn Lê nói ví dụ như là bây giờ cô nói bằng tiếng Anh với bạn Lê thì bạn Lê sẽ nghĩ bằng tiếng Việt hay là bằng tiếng Anh để nói luôn với cô? Bạn khác, bạn Lê đang đơ máy nào. Bạn nào nào, bạn Việt Anh nào, Việt Anh nói như nào khi nói tiếng Anh thì các con khi nói chuyện bằng tiếng Anh thì con sẽ nghĩ bằng tiếng Việt hay nghĩ bằng tiếng Anh trước khi con nói? Việt Anh bật micro lên con. Em nói cô là em sẽ nói nghĩ bình thường, em sẽ nghĩ bằng tiếng Việt rồi mới chuyển sang tiếng Anh ạ. Rồi, thế con có thấy mất thời gian không? Làm như thế có mất thời gian không con? Có. Vậy hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con. Rồi, các con cần phải nghĩ thẳng bằng tiếng Anh thì các con mới có thể nói được nhanh được và phản xạ nhanh được. Và cái clip này sẽ hướng dẫn các con về cái vấn đề là làm thế nào để nghĩ được bằng tiếng Anh. Được chưa? Nào bây giờ cô giả sử này. Cô giả sử. Cô này cô đang nói một câu này, các con đoán nghĩa xem câu đấy là như thế nào này. I look for the remote. I give up. Now, I look for the remote. Cô muốn nói gì đây? Nào, có cô mời bạn Hoài nào. Bạn Hoài bật mic lên. Con tưởng tượng cái hành động này của cô ấy là gì đây? Cô đang làm gì? Cô vừa làm gì đấy? Cô là hành động của cô ấy là muốn tìm một thứ gì đó. Đúng rồi, chính xác. Nào, bạn Hoài nói đúng rồi. Muốn tìm một thứ gì đó. Là muốn tìm cái gì đây này? Cái remote. Con không biết cái remote này là cái gì đúng không? Bỏ qua không sao. Con không biết cái từ remote này bởi vì cô ấy không dơ cái remote lên cho con. Cho nên con không biết cái remote này là gì. Nhưng mà con không được con dịch ra. Con không được tra từ điển là từ remote này là gì hết nha. Bỏ qua. Nhưng con sẽ biết từ look for là từ tìm kiếm. Được chưa? Bởi vì cái hành động của cô ấy là hành động tìm kiếm. Cho nên là mỗi khi mà con tìm kiếm thứ gì đấy thì trong đầu của con hiện lên từ look for chứ không phải là hiện lên từ tìm kiếm, được chưa? Bây giờ bạn Việt Anh muốn nói là tôi đang tìm kiếm bạn của tôi, con sẽ nói luôn bằng tiếng Anh, con nghĩ luôn bằng tiếng Anh là I am looking for my friend, được chưa? Bởi vì
Mỗi khi mà con tìm kiếm một cái gì đấy thì con nhớ ngay đến từ look for. Và con nhớ ngay từ look for chứ con không nhớ từ tìm kiếm. Sau đấy con sẽ lục ở trong đầu. Ô, tìm kiếm là gì nhỉ? Tôi muốn nói từ tìm kiếm là gì? Các con hiểu chỗ này chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này. Và mỗi khi mà con học cái từ look for này, con sẽ tìm cái gì đó. Và khi mà con vừa học từ look for mà con vừa tìm cái gì đó thì cái từ look for này nó sẽ ghim vào đầu của con luôn, và con không bao giờ con cần phải dịch sang tiếng Anh hay là dịch sang tiếng Việt gì hết. Được chưa? Bây giờ tiếp tục này. Các con theo dõi này. I look for the remote. I give up and read a book. I give up and read a book. Cô ấy đang làm gì? Nào, cô hỏi một câu này. Cô ấy có tìm thấy cái remote không? Nào bạn Hoài nói tiếp. Bạn Hoài nói tiếp, bật mic lên. Cô là có. Cô ấy có tìm thấy không? Có, cô có giơ cái remote lên cho con biết là cái đấy là cái gì không? Có. Nào cô ấy, nào cái remote là cái gì? Con có nhìn thấy không? Nào các bạn ơi, cô hỏi là từ nãy đến giờ cô có tìm thấy cái remote không? Bạn nào biết? Cô ấy không tìm thấy các con nhá. Cô không tìm thấy và cô ấy give up and read the book. Rồi read the book là cái này đúng không? Cô đang read the book này. Nào các con không translate xong trong đầu của con là read the book tức là đọc sách không? Bỏ cái phần đấy đi nhá. Con không nói ở đấy là đọc sách. Mà con nhìn vào đây và con nhìn vào cái bức tranh này. Cô đang mô tả cho con. Và mình đang làm gì đây? Read the book. Và trước khi read the book thì cô ấy give up. Đúng không? Cô ấy không tìm thấy và cô ấy bỏ cuộc, bỏ cái việc tìm kiếm đi rồi. Cô ấy chán, cô ấy không tìm được nên cô bỏ đi. Give up là bỏ cuộc. Được chưa? Bây giờ chúng ta tiếp tục này. Tiếp tục này. Nhìn nhá, nhìn này các con nhìn này. I doze while I read. I doze. Nào, cô ấy vừa làm gì đấy? Bạn nào khác nào? Cô ấy đang làm gì? Bật mic lên, nói. Bạn nào biết cô ấy đang vừa làm gì? Các con, không cần phải giơ tay, bật mic lên nói luôn. Bạn nào biết luôn? Em thưa cô là buồn ngủ. Buồn ngủ á? Buồn ngủ không phải như này. Khác, nào bạn nào nói một từ chính xác hơn. Cô ấy, hành động cô là gì? Ngủ gật. Ngủ gật, bạn nào nói ngủ gật đấy, đúng rồi. Vậy thì cái từ doze này chính là từ gì đấy con? Từ ngủ gật. Vậy thì khi mà mình muốn học cái từ doze, mình sẽ làm cái hành động giả vờ như là mình đang doze. I doze. Được chưa? Các con có hiểu cái chỗ này không? Nào chúng ta không bao giờ chúng ta sẽ không gì? Dịch ra là doze, các con không viết ra là doze là hai chấm ngủ gật không? Từ nay trở đi cô Hạnh nói với các con là không học theo cách đấy nha. Chúng ta sẽ phải học cách nghĩ bằng tiếng Anh. Nhìn, sờ, nắm, ngửi, tưởng tượng. Tất cả mọi thứ trong đầu các con bằng tiếng Anh hết, được chưa? Oh, I am reading a book and I doze. Ok, được chưa? Các con có hiểu không? Và khi đó các con sẽ làm một cái video clip ngắn và các con học tất cả những cái từ này bằng cách là con vừa nói và con vừa làm cái hành động đó và con quay lại. Hiểu chưa? Chỗ này đã hiểu chưa nào? Nào bây giờ chúng ta tiếp một câu nữa thôi, sau đấy chúng ta sẽ chuyển sang cái khác. While I read, I bonk my head on the couch. I bonk my head on the couch. Cô ấy vừa làm gì? Cô vừa làm gì con? Nào bạn nào biết thì bật mic lên nói luôn. Em cô là cô ấy vừa đập đầu vào bàn. Chính xác, cô đập đầu vào bàn là gì đấy? I bonk. Ok? I bonk my head. Tôi đập đầu đúng không? I bonk my
my arm. Đúng không? Các con có hiểu ở chỗ này không? Rồi. Nào thú vị không? Các con thấy thú vị không? Chúng ta sẽ tiếp tục một câu nữa này. Head on the couch. I bonk my head on the couch. I greet my husband. Hi. I greet my husband. Hi. Rồi, cô ấy vừa làm gì? Đó cô là ôm ạ. Ôm, đúng rồi, ôm ai? Ôm chồng. Ôm cái ông husband này. Vậy ông husband này là ông này, ông này là ông nào? Ôm chồng. Chúng xác rồi, bây giờ ông này là ông husband. Con không nói là ông này là ông chồng, con nói là ông này là ông husband. Và cô ấy greet her husband. Vậy greet là cái hành động ôm, nhưng mà các con nhớ này, ôm có rất nhiều loại ôm nha. Ôm mà ôm chặt nó khác, ôm ghì nó khác, ôm xã giao nó khác, ôm chào hỏi nó khác. Con có hiểu không? Greet là ôm chào hỏi thôi nha, ôm một cách là hở hững, ôm kiểu hai người gặp nhau vui vẻ thôi, chứ không phải là ôm tình yêu, đúng không? Đó, thì con hiểu là cái greet này là không được dịch là ôm, mà cái greet này phải được con tưởng tượng ra bằng cách là con tưởng tượng một cái hành động mà greet này với một ai đó khi con muốn nói với từ greet. Nào các con ơi, các con chú ý vào đây, đừng có nói chuyện riêng. Được chưa? Nào các bạn có muốn thêm không? Muốn học thêm chỗ này không? Có. Chỗ này học thêm nhá. We chat about the day. So what did you do today? Well, today. Rồi, hai người này đang làm gì? Em cô hai người này nói chuyện về ngày ạ. Chính xác, người ta nói chuyện. Có thể là con sẽ hiểu cái từ chat là nói chuyện, nhưng mà các con đừng có nhớ cái từ chat là từ nói chuyện nữa, mà các con hãy nhìn hai người này đang làm gì với nhau. Ông này ông hỏi, oh, what about your day? Bà này, oh, yes, I'm good. Đúng không? Là chúng ta đang nói chuyện với nhau. Vậy khi mà các bạn nhìn thấy ai đang nói chuyện với nhau thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến từ gì? Chat. Nghĩ ngay đến cuộc nói chuyện, chứ không phải là nghĩ cái từ chat này có nghĩa là nói chuyện. Được không? Rồi bây giờ tiếp tục này. Một cái câu nữa nha. Hey. So what did you do today? Well, today I convinced my husband to rub my back. Rồi các con ơi, cô ấy. Tiếp này. Okay. Rồi ok. Anh em quay quần cùng chơi và vừa cười vừa ăn. Rồi cô ấy vừa làm gì? Hai người này đang làm gì? Nào các con đoán nào. Massage vai, bóp vai. Bóp vai là cái rub my back, là cái này. Đang làm, ông này ông ấy đang rub her back. Rub, ok, rub này. Các con học từ rub nào. Các con hãy làm bên cạnh bạn nào. Rub, đúng rồi, rub. Ok, và trong đầu của mình nói là rub. I rub my friend back. Vậy thì cái từ convince này sẽ là gì đây? I convince my husband. Nào bây giờ bạn Hoài muốn ai đó, bạn Hoài muốn cái bạn Thư này này bóp vai cho con, thì con sẽ nói gì với bạn Thư nào? Hoài quay ra nói với bạn Thư rằng là hai bạn bật mic lên. Hoài, Thư bật mic. Nào bây giờ Hoài sang hỏi bằng tiếng Việt. Có thể bóp vai cho tôi được không? Ok, vậy bạn ấy đang convince. I thank him. Nào, các con hiểu không? Bạn ấy đang đang convince cái bạn Thư á để mà bóp vai cho bạn ấy. Nào các con hiểu cái từ convince này là gì đây? Là nhờ hoặc là đề nghị. Đề nghị hoặc là nũng nịu hoặc là đòi hỏi hoặc là một cái gì đó, đúng không? Và hãy nhìn cô ấy này, hãy nhìn cái thái độ của cô ấy khi mà convince này, và các con nhớ cái từ convince bằng cái hành động của cô ấy nhá. My back. I convince my husband to rub my back. Đó, con nhìn thấy cái thái độ của cô ấy chưa? Thái độ có đáng yêu không? Có. Thế này thì có ai là từ chối cô ấy rub her back không? Có ai từ chối không? Nếu mà bạn Lê bạn bảo
Bạn Lê bạn bảo bạn bên cạnh bạn Mai đúng không? Mai. Bóc vai cho tớ. Thì có phải là từ convince không? Không phải convince mà phải nói như là bạn Hoài cả bạn Thư ấy. Cậu ơi, cậu bóc vai cho tớ được không? Cậu bóc vai cho tớ một tí. Đó, thấy chưa? Thế các con đã có hiểu cái cách mà cô đưa lại cho các con không? Cái cách học không? Các con không có học một cách là giống như ngày xưa là thụ động. Ở trong clip này có bao nhiêu từ? Có 50 từ, 50 hành động mà chỉ có 13 phút thôi nha. Chỉ có 15 phút các con học được bao nhiêu từ? 50 từ. Và các con học được bao nhiêu câu các con? 50 câu. 50 câu. Có hiệu quả không? Có. Hiệu quả. Nhưng hiệu quả hơn mà không phải các con ngồi các con nghe. Nghe như vậy vẫn thụ động này. Các con phải mô tả hành động đó bằng chính những cái hành động của các con theo cái này. Hai bạn ngồi với nhau và cùng làm cái video clip này. Giống như là hai cái người này. Đúng không? Và bạn kia nói là you can rub my back. It's convinced. Đúng không? Đúng không? Thì con sẽ nói là I convinced my friend to rub my back. Các con có hiểu không? Và các con nói một cái câu nào đó tự nhiên giống như của các con. Chứ không phải là exactly là cái câu giống như thế này. Nha, bây giờ bài tập về nhà của từ giờ đến ngày thứ tư đó là các con hãy học cái clip này và quay lại cho cô những cái hành động này. Thông qua cái quá trình con quay lại thì các con đã nhớ được 50 từ và 50 câu này rồi. Các con thấy có tuyệt vời không? Có. Rồi. Ok, từ nay trở đi nghĩ bằng tiếng Anh nha. Nhìn tất cả mọi thứ xung quanh và nghĩ nó bằng tiếng Anh. What is this? Không bao giờ được nói ở trong đầu của chúng ta đấy là con chuột máy tính. Bạn nào mà cô hỏi là what is it ấy, như này này, mà bạn ấy bảo là trong đầu, ôi, cô hỏi cái gì kìa, phải nói đấy là con chuột máy tính, bây giờ làm nào mà biết được con chuột máy tính là gì nhá. Chúng ta không học thế. Học thế là học sai, học mất thời gian, con hiểu không? Nào, this is a mouse, a laptop mouse. Ok, what is this? My smartphone. Nghĩ luôn. Nhìn thấy, nghĩ luôn. Smartphone. Chứ không phải là cái điện thoại thông minh. Nha. Nhớ chưa? Đây là phương pháp nghĩ bằng tiếng Anh nhé con nhá. Và lúc nào các con cũng suy nghĩ, các con nhìn xung quanh, các con nhìn tất cả mọi thứ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài tập hàng ngày mà cô đề xuất dành cho các con khi mà các con học tiếng Anh này. Sáng ngủ dậy các con sẽ nghĩ ở trong đầu là các con đang làm gì. Ôi, I wake up and I need to brush my teeth, I need to wash my face and I need to go to school. Các con hiểu không? Các con nghĩ ở trong đầu các con tất cả mọi hành động của con bằng tiếng Anh. Và tất cả những cái thứ gì xung quanh các con á là bằng tiếng Anh. Con nhìn thấy một cái cây, this is a tree. A tree cũng được, mà tree cũng được, bất kể một cái gì. Các con luyện não của mình. Các con luyện não của mình nhá. Để các con nghĩ bằng tiếng Anh cho cô. Được chưa? Ok. Hôm nay cô sẽ không dạy phát âm, mà cô sẽ dạy một cái phương pháp tiếp theo nữa để cho các con có thể nói được tốt hơn nhá, trong tiếng Anh. Không dạy ngữ pháp, không dạy phát âm nữa. Ok. Chúng ta sẽ dạy cái khác. Một thế giới hoa oải hương lắng động lại, làm nên nước giặt Ariel mới với nước hoa oải hương từ Downy. Áo quần sạch sâu và thơm hương oải hương bung tỏa suốt cả ngày. Mới Ariel với Downy hương nước hoa oải hương. Bà là ai trong hai kiểu người này? Ôi trời ơi, không thể hiểu. Tuấn Anh và Thái Anh đều cùng học tiếng Anh. Con cố gắng. Chúng ta dùng chùa mà, cho nên là bị quảng cáo. Who, what, when, where and why? Rồi. Which will các con ơi, us hôm nay cô sẽ nói cho các con một cái phương pháp. About his 5 W's here. Một phương pháp người ta gọi là 5 câu hỏi. Nào, phương pháp này là phương pháp 5 câu hỏi để nghĩ và nói bằng tiếng Anh ngay lập tức.
nghĩ và nói bằng tiếng Anh ngay lập tức. Bây giờ cô sẽ có một bài tập nhỏ cho các con, đúng 5 phút này. Các con hãy cho cô biết là các con đang làm gì và trả lời 5 câu hỏi là con là ai, con đang làm gì, khi nào, bây giờ lúc nào, khi nào, ví dụ bài học của con diễn ra khi nào, và ở đâu và tại sao con lại làm điều đó. Con đang học tiếng Anh với cô đúng không? Vậy thì hãy nói về việc học tiếng Anh với cô bằng cách trả lời 5 câu hỏi này. Ít nhất con phải đưa ra 5 câu trả lời cho một lần nói về một thứ, đó là what are you doing? Thay vì con nói là I'm learning English, một câu đúng không? Con sẽ phải có 5 câu về cái hành động mà con đang làm. Nào, cô sẽ cho các con suy nghĩ 2 phút. Nghĩ và nói luôn, không có ai được viết xuống này, không ai được viết. Nghĩ trong 2 phút nói luôn. Bạn nào nói luôn được thì bật luôn mic lên. Nào bạn ơi, bạn Sáng ơi, bạn không đang trực tập trung vào bài, bạn nói chuyện với bạn khác làm gì đây? Hay là sao, hay là bàn bài? Hay bàn bài? Các con ngồi ở nhà một mình thì cũng phải suy nghĩ về cách này. Nào cô cho các con 2 phút để nói về các con đang làm gì. Trả lời bằng 5 câu. Khi mà người ta hỏi con là what are you doing, thì con không phải chỉ trả lời mỗi cái từ what này, mà các con trả lời 5 câu cho cô. Các con ơi, chú ý vào học đi các con. Đừng làm việc riêng. Nào các con suy nghĩ đi, cô sẽ vào quay lại sau 1 phút. Rồi, xong rồi. Nào bạn nào cô mời bạn Lê. Bạn Lê hoặc là bạn Lê và bạn Mai luôn. Hai bạn, mỗi bạn một câu trả lời, mỗi bạn một nói. Nào các bạn nói đi. Bạn nào nói nào, mỗi bạn Lê giơ tay à? Không nói được. Lê nói đi. Lê nói đi. Lê nói chứ. Lại viết ra giấy rồi, cô bảo là không viết mà. Nói luôn, không viết, không nháp, không gì cả. Nói và nghĩ và nói luôn. Thế mới là đúng là bài tập của mình chứ. Chết cha. Sao đấy bảo Lê? Bảo cô ấy không nói được. Không nghe gì cô ạ. Không nghe gì bạn khác. Hai Ray Hand này. Bạn Nam Nguyễn nào? Bạn Nam Nguyễn Ray Hand này. Em thưa cô là câu đầu là what you. Gì đây? Nào con nói luôn. Con nói luôn, không nói lại câu hỏi, con nói luôn cả một bài nói con 5 câu luôn liền luôn một lúc. Sao cô ở câu hỏi đó what you. Con ơi, câu thứ hai là con ơi. Bạn Nam chưa hiểu cách làm rồi. Bạn khác, bạn Linh nào. Cô không nói là con cô hỏi con là câu gì. Mà con nói cả 5 câu này luôn rồi. Linh nói. Linh,
My name is 12 years old. I'm study English in the half past 3 p.m. in the Monday, Wednesdays, and Friday. I study English because I love English. Rất tốt. Chưa có từ where. Where là at my where. Đúng rồi, at my school. Chính xác. Chính xác. Rồi, bạn đã làm đúng rồi, bạn Linh làm đúng. Nào, cô hỏi là ôi, sao em nói lại. Rồi, ok, bạn Lê nói lại. Lê nói đi. I'm Lê, I am 14 years old. I'm study English 3:30 p.m. every afternoon in Monday, Wednesday, and Friday. As a English class, learn the common communicate and pronoun. Rồi, có why chưa? Có rồi hả? Learn. My communicate em. Ok, rồi, rất tốt. Rất tốt. Nào các con đã hiểu bài chưa? Các con hiểu bài chưa nào? Đó, bây giờ cô cho con nói một cái khác nhá. Đúng một cơ hội nữa này, làm một bài tập nữa này, một bài tập nữa, một cơ hội nữa này nhá. Nói về cô giáo của con. Nói về cô giáo của con nào. Nào các con phải sắp xếp được đúng 5 câu hỏi, đúng 5 câu trả lời cho 5 câu hỏi này về cô giáo của con. Nào suy nghĩ. 2 phút. Nghĩ và nói luôn nha. Nghĩ và nói luôn. Không được ghi, không được viết xuống. Quickly, please. Khẩn trương. Nào, cô mời bạn Nam Nguyễn nào. Bạn Nam Nguyễn đâu rồi? Vừa nãy bạn Nam Nguyễn giơ tay nhưng bạn Nam Nguyễn chưa hiểu cách. Nào, bạn Nam Nguyễn mở mic lên. Hello cô à. Si Thảo. Hello Si. My. Ok, đầu tiên nói là my teacher is my teacher Thảo. Thảo. My teacher name is Thảo. Rồi. She bao nhiêu tuổi nào? She is 48 years old. Chính xác. Nào, what nào? Cô ấy làm gì? Cô ấy dạy gì tôi? She teaches. Bởi vì âm. Tại sao cô lại giao là cô giáo của con? Bởi vì cô ấy là ngôi thứ ba số ít và chúng ta đang nói về cô ấy. Chúng ta dùng thì hiện tại đơn. Vì thế cho nên tất cả các cái từ, các cái động từ của chúng ta phải chuyển sang es hoặc là s vào. She teaches gì? She teaches môn gì? She teaches English. She teaches English. When nào? Vào lúc nào nào? Vào những thứ nào trong tuần nào? She get up at 6 a.m. every morning. Thôi bạn bịa ra rồi nhưng được rồi, cũng không sao cả. Nào where nào? Ở đâu? Con phải nói về sự thật chứ không phải con nói những cái điều ở trên này. Ở đâu nào? She lives. Không phải cô ấy sống ở đâu. Cô ấy. No. Cô ấy. Cô ấy đang, con đang nói về cái vấn đề cô ấy teach cái gì đúng không? Cô ấy teach ở đâu? She is in my class. Class rồi. Why nào? Nếu con nói được câu why. Không. Nghe cô nói. Muốn nói được câu why thì con phải có một câu nào đó trước. Ví dụ như là I like her. Hoặc là she is my favorite teacher because. Cô ấy là cô giáo yêu thích của tôi bởi vì. Con hiểu ý không? Không phải là con cứ thế là con trả lời này mà con phải tạo ra một cái câu chuyện. Tạo ra một cái cốt truyện.
để các con nói về một cái người đó với năm cái câu hỏi để con sắp xếp làm sao để cho nó giống như là con nói bằng tiếng Việt vậy thôi, đúng không? Ồ, cô giáo yêu thích của tớ tên là Thảo đấy. Cô ấy 40 tuổi rồi, cô ấy dạy tiếng Anh ở lớp của tớ vào tất cả những ngày thứ hai trong tuần. Tớ rất là thích cô ấy bởi vì là cô ấy rất là friendly, cô ấy rất là thân thiện, cô ấy rất là tốt bụng. Các con thấy bài nói đây đã đủ who, what, when, where, why chưa? Và bây giờ các con hãy khi mà nói chuyện với một ai đó mà các con trả lời câu hỏi của người ta thì hãy trả lời theo cách này, kể cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Đây là một phương pháp để các con có thể giao tiếp tốt hơn trong mọi ngôn ngữ chứ không phải là chỉ mỗi tiếng Anh, các con nhớ nhá. Nhớ chưa nào? Khi mà người ta hỏi mình cái câu gì thì mình phải dùng 5 câu hỏi này ngay lập tức áp dụng vào luôn. Nha, suy nghĩ của chúng ta, chúng ta nghĩ 5 câu hỏi. Chúng ta sẽ trả lời gì họ đây? Bạn có thể giới thiệu về bản thân của bạn không? Nào, giới thiệu về bản thân, dùng 5 câu hỏi này. Tôi là ai? Tôi đang làm gì? Tôi làm nó khi nào? Tôi làm nó ở đâu và tại sao tôi làm nó? Các con nhớ chưa? Nhớ nhá. Rồi, hôm nay cô dạy các con 2 phương pháp. Đó là một phương pháp là nghĩ bằng tiếng Anh và phương pháp thứ hai đó là vừa nghĩ vừa nói bằng tiếng Anh bằng cách áp dụng 5 câu hỏi. Được chưa nào? Nha. Rồi, ok. Hôm nay thì chúng ta có chú Hà Tuân. Ở đây vừa nãy có chú Trung nhưng mà chú chạy đâu mất rồi. Để chú có thể giúp cho chúng ta phần giao tiếp. Và bây giờ thì cô sẽ kết thúc cái này và cô sẽ record cái khác nha. Có 2 phần record bởi vì cái phần vừa rồi là cô dùng dữ liệu ở trên YouTube và như vậy là người ta sẽ đánh bản quyền. Cho nên là có đôi khi là cô sẽ không up được lên YouTube cái phần này. Và cô sẽ gửi cái file video trực tiếp cho các con nha. Bằng cái file ghi âm này để cho các con nghe lại. Được chưa? Đợi chút.